cha. Ôi Chúa Giêsu ơi, nhớ ngày mà chúng con đã được yêu, biết yêu. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Vì tình yêu ấy phát xuất từ nơi Cha dấu yêu, tình yêu của Cha trong mắt mãi trong lòng con, tình yêu của Cha đầy ắp mãi tâm hồn con. Và Ngài đã đến chỉ vì tình yêu ấy nơi Cha. Ôi Chúa Giêsu rất nhân từ đầy yêu thương. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Tình Ngài đã đến ban đầy sự sống mãi trong con. Ôi Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật. Ôi Chúa Giêsu rất nhân từ đầy yêu. Sách Nehemiah. Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một tụ họp lại ở phố trước cửa nước. Họ xin thầy Ezra mang ra sách luật của Môi-se mà Chúa đã truyền cho dân Israel. Vậy thầy tư tế Ezra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Ezra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phụ phục trước Thiên Chúa. Mặc họ cúi sát đất. Các thầy Lê Vi khiến dân chúng thinh lặng để nghe đọc lề luật. Dân chúng, mọi người đứng nơi mình, một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được đều đã đọc. Nehemiah là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê Vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc. Vì lúc đó, toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa. Đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng ta. Các thầy Lê Vi khiến toàn dân thinh lặng mà rằng: Anh chị em hãy thinh lặng, vì hôm nay là ngày thánh, nên chớ lo buồn. Vì thế, toàn dân đi trở ra ăn uống, gửi phần cho những người không có, và đầy hân hoan vui mừng, vì người ta hiểu rõ
những lời mình nghe giảng dạy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người, đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho, hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói, cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, so với Matthew chương 10 thì Chúa chọn 12 tông đồ và sai đi cũng căn dặn những lời như trong Luca chương 10. Nhưng mà ở đây là Chúa chọn thêm 72 người nữa, ngoài số 12 tông đồ, thì có thêm 72 môn đệ. Và Ngài cũng sai từng hai người một. Tại sao phải đi hai? Thứ nhất là hỗ trợ cho nhau. Và cái quan trọng là đại diện cho Chúa Giêsu, cho hội thánh của Chúa, chứ không phải là đi rao giảng với tính cách là một cá nhân, nhưng là một môn đệ của Đức Kitô. Và Chúa nói cho mọi người biết là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, cho nên phải cầu nguyện để xin chủ ruộng sai thợ đến gặt cánh đồng lúa. Đó là xin Chúa Cha ban nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ đi truyền bá tin mừng của Chúa. Và khi đi thì như là con chiên đi vào giữa bầy sói, nghĩa là người ta dùng đủ thủ đoạn của trần gian, còn con cái của Chúa thì phải sống hiền lành như là con bồ câu, nhưng mà khôn ngoan như con rắn, nghĩa là luôn luôn ở giữa những cái nguy hiểm người ta có thể tấn công mình bất cứ lúc nào,
và chấp nhận có hy sinh, có tử đạo, giống như các thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn, các thừa sai đến truyền bá tin mừng ở Việt Nam thì chấp nhận có tử đạo. Vì vậy mà đến thì loan báo tin mừng của Chúa và không có đặt nặng vấn đề phải mang túi tiền, bao bì, giày dép, rồi chào hỏi mọi người dọc đường. Như vậy sẽ không có kịp thời gian. Nếu mà một người mang tất cả gia tài của mình đi từ chỗ này đến chỗ kia thì làm sao mang đi được? Và di chuyển rất là chậm. Ở đây, sự cấp bách của nước Thiên Chúa đã đến gần, mà môn đệ của Đức Kitô phải vội vã loan báo tin mừng của Chúa, chứ không phải là cứ nhẫn nhơ đến đâu thì đến, mà đây là phần rỗi của các linh hồn, mà đời người chỉ có mấy chục năm thôi. Nếu không có cơ hội để nghe tin mừng của Chúa, thì khi nghe có thể người ta chấp nhận, có thể người ta không chấp nhận, nhưng mà mình đã làm tròn cái bổn phận của mình. Vì vậy mà không bận tâm về tiền bạc hoặc chào hỏi những người dọc đường, và đến đâu thì bình an cho nhà này. Nhà nào tiếp đón thì mang cái bình an đích thực của Đức Kitô đến cho họ. Mà nếu ở đó có con cái sự bình an, thì sự bình an sẽ ở lại trên nhà đó. Còn nếu người ta từ chối, thì cứ ra đi để tiếp tục loan báo tin mừng ở những nơi khác. Nhưng cả bụi chân dính vào trên chân của mình, tức là những cái thói hư tật xấu hoặc là bất cứ cái gì thuộc về trần gian, chúng ta không có dính bén. Chúng ta mang tin mừng của Đức Kitô đến cho mọi người, chứ không phải đi để nhận lãnh những cái tin buồn, những cái tư tưởng sai lạc của trần gian. Vì vậy chúng ta hãy ý thức tông đồ của Đức Kitô, chứ không phải tông đồ của trần gian hay là của ma quỷ, mà là người môn đệ Đức Kitô phải mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người và nói cho mọi người biết nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Và ngày nay, nước Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu đã đến giữa trần gian rồi, và tiếp tục với hội thánh của Chúa, là thân mình mầu nhiệm của hội thánh, là thân mình của Đức Kitô, mà Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là những chi thể, chúng ta có bổn phận phải loan báo tin mừng của Chúa. Nước Thiên Chúa đã bắt đầu ở trần gian, nhưng vẫn chưa tới thời viên mãn, chưa kết thúc. Mỗi người đều có bổn phận phải loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân, và nếu người ta từ chối thì đó là trách nhiệm của họ. Và Chúa nói là thành Sodoma là cái thành bị phạt vì tội đồng tính luyến ái ở gần bên biển chết, nhưng mà họ sẽ được xét xử khoan dung hơn những thành cố tình từ chối tin mừng của Chúa. Vì khi họ từ chối là họ tiếp tục sống trong cái lối sống của trần gian để tranh chấp nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú và hưởng thụ những cái chóng qua của trần gian, để rồi một ngày kia tất cả đều phải ra đi như thành Sodoma, thì họ không mang được gì qua bên kia thế giới hết, và họ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa, thì đó là phần của họ. Còn chúng ta, những môn đệ của Đức Kitô, phải sống đúng cái căn tính của người môn đệ, là đặt tất cả trọng tâm ở nơi Chúa. Mình ra đi loan báo tin mừng của Chúa là đại diện cho Chúa Giêsu, và liên kết với nhau từng hai người một, liên kết với toàn thể hội thánh của Chúa, chứ không phải rao giảng một tin mừng mới lạ do mình sáng tác ra, mà phải là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Tin mừng đến để Chúa Giêsu đi vào tâm hồn của mọi người. Mọi người nhận biết lời của Chúa, tám mối phúc thật của Chúa, sự tha thứ vô điều kiện của Chúa, và mọi người sống tin mừng của Chúa, chứ không phải là sống cái ý của mình, mà là ý của chính Chúa đã đến mang tin vui cho mọi người. Và chúng ta có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, có Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, đó là một tin mừng cho toàn thể nhân loại. Chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô,
chúng ta phải sống và loan báo đúng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, và có như vậy chúng ta mới sống cho Chúa dù gặp bao nhiêu thử thách, như ông Gióp chẳng hạn, gặp bao nhiêu là thử thách, con cái chết, tài sản mất, và cả thân xác của ông cũng bao nhiêu cái dòi bọ bệnh tật. Nhưng ông không có trách Chúa, ông tin vào đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và từ bụi đất tôi sẽ được sống lại. Ông tin vào sự sống đời đời và sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa là cùng đích của đời mình. Cho nên ông trông mong nơi Chúa chứ không bận tâm ở trần gian này. Nhưng mà Chúa biết cái gì tốt nhất cho ông Gióp, cũng như từng người môn đệ của Đức Kitô sống giữa trần gian thì chấp nhận có rất nhiều thử thách, và nước Chúa cần phải được loan báo cấp bách, chứ không phải để chúng ta cứ nhẫn nhơ rồi bao nhiêu người mất đức tin, bao nhiêu người không nhận biết Đức Kitô và không được vào thiên đàng. Đó là trách nhiệm cộng tác của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã bắt đầu rồi. Chúa Giêsu đã ban lệnh xuống cho các tông đồ, cho toàn thể hội thánh, và từng người chúng ta là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm của hội thánh. Chúng ta có sứ mạng phải loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân bằng đủ phương tiện mà Chúa ban cho, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái bận tâm tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ, hoặc là những cái khó khăn mà chúng ta lo sợ, vì có Chúa đồng hành với chúng ta, không có gì làm cho chúng ta thất đạm, vì Chúa Giêsu Kitô đấng đã đến giữa trần gian, đã trải qua những thử thách và đã sống lại vinh quang rồi. Ngài đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ rồi. Chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta đừng sợ, hãy tín thác vào Chúa, và mỗi người chúng ta phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và sống chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ngay giữa trần thế hôm nay, chứ không phải là sống cái lối sống của trần gian, mà phải sống lối sống của Đức Kitô, đấng yêu thương từng người chúng ta, đã chết vì yêu chúng ta, và nước Thiên Chúa đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu Kitô và hội thánh của Ngài. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tùng Chúa. Tạ ơn Chúa. Nay con đến bên Ngài và con thân thưa với Ngài. Này con đây, Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi. Đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dâng tương lai
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 5 tháng 10, lễ Thánh Maria Faustina, nữ tu, và chân phước Mary Rose du Rocher. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Maria Faustina, nữ tu, và chân phước Mary Rose du Rocher qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Khi vị thánh nữ này cất tiếng khóc chào đời tại Ba Lan ngày 25 tháng 8 năm 1905, thì song thân thánh nữ đã đặt tên cho ngài là Helen. Trong cuộc đời ngắn ngủi tại thế, Helen đã thực hiện một sứ vụ quan trọng là dạy cho thế giới biết về lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu. Ngay từ lúc lên 7, Helen đã muốn sống cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa như một nữ tu. Khi được 25 tuổi, Helen vào tu trong dòng chị em con Đức Mẹ Thương Xót và nhận tên là Sơ Maria Faustina. Công việc của Sơ Maria Faustina thật giản dị. Sơ nấu ăn, làm vườn và giữ cửa cho tu viện. Chỉ có sự tốt bụng, trầm lặng và hồi tâm là đáng lưu ý. Và ít có người biết được những chiều sâu đích thực về đời sống tâm linh của Sơ Faustina. Thiên Chúa đã chúc lành cho Sơ Faustina Maria bằng nhiều ân sủng đặc biệt, kể cả ơn thị kiến, ơn tiên tri và ơn được nhận năm dấu thánh cách vô hình. Trong một thị kiến mà Sơ Maria Faustina nhận được, Chúa Giêsu đã hiện ra trong y phục màu trắng. Người giơ cao một tay để chúc lành và tay kia thì chạm vào thánh tâm người. Có hai tia sáng phát ra từ thánh tâm Chúa Giêsu, một màu đỏ và một màu nhạt. Tia sáng đỏ tượng trưng cho máu cứu chuộc của Chúa Kitô, còn tia xanh nhạt biểu trưng nước thanh tẩy trong bí tích rửa tội. Chúa Giêsu nói: "Con hãy cho vẽ lại bức ảnh như con xem thấy Cha", kèm theo dòng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa". Chúa Giêsu đã nói với Sơ Maria Faustina rằng Chúa Nhật sau lễ Chúa Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa Nhật kính lòng thương xót. Sơ Maria Faustina đã viết nhật ký, chép lại mọi điều Chúa Giêsu muốn cho thế giới biết về lòng thương xót của người. Trong đó, Maria Faustina đã viết những lời cầu nguyện thật dễ thương, biểu lộ mối tương quan rất mực thân thiết đối với Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu nói với Maria Faustina rằng thánh nữ chính là thư ký nhỏ của người. Chính công việc đặc biệt của thánh nữ Maria Faustina đã khích lệ nhiều người tin tưởng vào lòng thương xót vô hạn lượng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hứa ban ơn tha thứ và ân sủng dư tràn cho bất cứ ai tôn sùng lễ kính lòng thương xót Chúa. Tận hiến cho lòng thương xót Chúa bao gồm tin tưởng vào lòng nhân hậu Chúa, yêu thương tha nhân, năng lãnh nhận bí tích hòa giải để luôn ở trong tình trạng có ân sủng và rước lễ ngày Chúa Nhật
kính lòng thương xót Chúa. Chỉ sau 13 năm sống trong bậc tu trì, Sơ Maria Faustina Kowalska đã về trời vào ngày 5 tháng 10 năm 1938 vì bệnh lao phổi, vừa tròn 33 tuổi. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong trần phước cho chị vào năm 1993 và phong thánh cho chị năm 2000. Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Maria Faustina Kowalska: Cha mong muốn con hãy luôn bày tỏ lòng thương xót ra khắp mọi nơi. Con không thể tự biện minh gì về điều này. Phương thế tốt nhất để chứng tỏ chúng ta tin cậy vào lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu là biết tỏ bày lòng thương xót và luôn tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta có sẵn lòng cùng nhau thực hiện như vậy không? Trần Phước Mary Rose Du Roger, sinh năm 1811, qua đời năm 1849. Trong khoảng thời gian 8 năm đầu của cuộc đời Trần Phước Mary Rose Du Roger, Gia Nã Đại chỉ có một giáo phận trải rộng từ Đông sang Tây. Dân số Công giáo lúc đó là nửa triệu và được thừa hưởng tự do tôn giáo cũng như quyền công dân từ Anh Quốc mới 44 năm trước đó. Khi Mary Rose được 29 tuổi, Đức Giám mục Ignaz Bonge làm Giám mục Montreal. Ngài là người có ảnh hưởng đến cuộc đời của Trần Phước Mary Rose. Đức Giám mục phải đối phó với vấn đề thiếu linh mục và nữ tu. Phần lớn số dân quê không có học vấn. Cũng như các giám mục ở Hoa Kỳ, Ngài sục sạo khắp Âu Châu để tìm sự giúp đỡ. Và chính Ngài thành lập 4 tu hội. Một trong những tu hội ấy là các nữ tu của danh thánh Giêsu và Maria. Nữ tu đầu tiên và cũng là vị sáng lập là Mary Rose. Mary Rose sinh năm 1811 tại một ngôi làng nhỏ bé gần Montreal và là người con thứ 10 trong gia đình 11 người con. Ngài được giáo dục kỹ lưỡng và tinh nghịch như con trai, biết cưỡi ngựa. Khi lên 16 tuổi, Ngài cảm thấy muốn đi tu, nhưng buộc phải từ bỏ ý định này vì thể chất yếu ớt. Lúc 18 tuổi, mẹ Ngài từ trần. Người anh linh mục của Ngài mời người cha và em mình đến sống trong giáo xứ của linh mục ở Beloit, không xa Montreal là bao. Trong 13 năm, Mary Rose phục vụ như một người quản gia, người chủ nhà và là nhân viên của giáo xứ. Ngài nổi tiếng vì sự tử tế, hay giúp đỡ, tế nhị và giỏi lãnh đạo. Quả thật, Ngài được gọi là vị thánh của Beloit. Khi còn trẻ, Mary Rose thường hy vọng là một ngày nào đó sẽ có tu hội của các sơ chuyên lo việc giáo dục trong mỗi giáo xứ. Không ngờ chính Ngài lại thành lập một cộng đồng như vậy. Cha linh hướng của Ngài, cha Pierre Termon, sau khi tỉ mỉ và khắt khe hướng dẫn tinh thần của Ngài, đã khuyên Ngài thành lập một tu hội. Đức Giám mục Bonge tán thành. Nhưng Sơ Mary Rose chùn bước trước viễn ảnh đó. Chưa một phụ nữ Gia Nã Đại nào dám làm điều như vậy. Ngài thì yếu ớt, trong khi cha và anh Ngài đang cần đến sự giúp đỡ của Ngài. Sau cùng, Ngài đồng ý. Và với hai người bạn, Melody Dufresne và Henriette Serre, di chuyển đến một căn nhà nhỏ ở Longjoy, đối diện với Montreal, qua con sông St. Lawrence. Cùng với họ là 13 thiếu nữ đã sẵn sàng vào nội trú. Từ từ, tu hội phát triển đến Bethlehem, Nazareth và Yasmin. Lúc ấy, Mary Rose 32 tuổi và chỉ còn sống thêm có 6 năm nữa. Đó là những năm ngập tràn thử thách, khó khăn, đau yếu và nhiều điều vu cáo.
những đức tính mà Ngài ấp ủ trong thời gian ẩn dật đã lộ ra. Một ý chí mạnh mẽ, thông minh và có lương tri. Từ đó, phát sinh một tu hội có tầm vóc quốc tế, gồm các nữ tu tận hiến cho việc giáo dục đức tin. Ngài khắt khe với chính bản thân và cũng thật nghiêm khắc đối với các sơ trong dòng nếu dựa theo tiêu chuẩn ngày nay. Bên trong tất cả những điều ấy, dĩ nhiên là điều phổ thông đối với các thánh, một tình yêu không lay chuyển dành cho Đức Kitô trên thập giá. Vào lúc lâm chung, lời cầu nguyện mà người ta thường nghe Ngài thầm thì là Giêsu Maria Giuse, lạy Chúa Giêsu nhân lành, con yêu Chúa, xin Chúa ở với con. Trước khi chết, Ngài mỉm cười và nói với các nữ tu: lời cầu xin của các chị đã giữ tôi ở đây, hãy để tôi đi. Ba đức tính Kitô giáo luôn luôn đi với nhau là cầu nguyện, hãm mình và bác ái. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thấy có những người nỗ lực sống bác ái, thực sự lưu tâm đến người nghèo. Biết bao Kitô hữu đã cảm nghiệm được một hình thức cầu nguyện chân thành. Nhưng còn hãm mình thì sao? Chúng ta bối rối khi nghe thấy những hình thức hãm mình ghê gớm của các thánh như Mary Rose. Dĩ nhiên không phải ai ai cũng được như vậy. Nhưng hấp lực của một nền văn hóa vật chất dẫn đến việc hưởng thụ và tiêu khiển thì không thể nào cưỡng chống được nếu không có một hình thức nào đó của sự chủ tâm và tiết chế vì Đức Kitô. Đó là một tiến trình trong việc đáp lời mời gọi của Đức Kitô để sám hối và thực sự quay về với Thiên Chúa. Đối với các nữ tu rời bỏ đời sống tu trì, Trần Phước Mary Rose viết: đừng bắt chước những người mà sau khi một vài tháng sống trong nhà dòng, họ ăn mặc thật khác biệt, nhiều khi lố bịch, các bạn trở về với tình trạng thế tục. Lời khuyên của tôi là hãy sống như những ngày ở trong dòng, dù có ở xa đi nữa. Chuyện các thánh.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Thầy Mạc Sen Văn, Tình yêu không thể chết, nguyên văn bằng Pháp ngữ, L'amour ne peut mourir, của linh mục Marie Michel, dòng Camelo, do Phan Marie Lê Văn chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Maria Minh Liên, linh mục Peter Lê Thanh Quang, Dominico Ngọc Cung, Maria Bích Vân, Phêrô Đức Thành, Cecilia Vân Yên, Phaolô Kinh Quyền, Anne Thu Hằng, Giuse Trọng Ngà. Phần thứ hai, ánh sáng Thiên Chúa. Trong giai đoạn này, Văn bước vào một thời kỳ diễm phúc. Chẳng những Văn đã khám phá được những điều quan trọng về phương diện đức tin, mà còn thu thập được sự chín chắn, trưởng thành trong đời sống con người. Luôn luôn chăm chú theo dõi con mình, mẹ Văn không lầm lẫn trong việc này. Lúc cậu bé lên 4, bà mẹ nhận xét: tánh tình nó thay đổi dần dần và làm tôi cảm thấy trong thâm tâm tôi trỗi dậy một hy vọng về tương lai nó. Đó là thời kỳ ánh sáng Thiên Chúa. Chị Lê và Đức Bà Hương Hoa. Liệt bị mù mắt, Văn quay qua chị Lê. Từ nay, chị sẽ là người bạn tâm phúc mà Văn đặt cho tên mẹ nhỏ. Người mẹ bé nhỏ của mình, theo chị khắp nơi, Văn bị mê hoặc bởi một câu trả lời của Lê khi người ta hỏi về tương lai của chị. Tôi sẽ đi tu. Cô ta nhất quyết như vậy, mặc dù không thấu hiểu tường tận ý nghĩa, nhưng ý niệm đời sống tu trì bắt đầu dọn đường trong tâm hồn Văn. Cũng như chị, Văn không ngần ngại khẳng định: tôi cũng vậy. Những người thân cận đều biết rõ những khuyết điểm, những yếu đuối của Văn, nhưng họ vẫn chờ xem. Ảnh hưởng tốt của chị Lê càng bộc lộ rõ ràng và gia tăng nhân dịp tháng 5, tháng Đức Mẹ. Khi mùa mưa gió đã qua, chính cô chị dẫn cậu em ra đồng hái hoa dâng lên mẹ Maria. Thời kỳ trói lọi rực rỡ của Đức Bà tháng hoa đã làm chớm nở trong lòng Văn nhiều triển vọng mới. Dưới nền trời trong dịu của đồng quê, chị em chúng con như hai con bướm nhỏ nhởn nhơ đùa giỡn bên những khóm hoa xinh đẹp, lòng đầy vui sướng, tay hái hoa và miệng nghêu ngao hát những câu ca vãn về Đức Mẹ. Vì thế, những cảm tình về Đức Mẹ đã ăn sâu vào đáy lòng chúng con. Chúng con đã lượm được ở nơi đồng cỏ những cảm tình say đắm, mến yêu Đức Mẹ. Riêng phần con đã quyết rằng con sẽ là một bông hoa không có trái, để chọn đời tung hương thơm trước tòa mẹ. Ý nghĩ đi tu của con do đó ngày một thêm mạnh mẽ. Chiều tối, ở thánh đường, Văn được ngắm nhìn chị mình trong bộ áo trắng con cái Đức Mẹ, hiến dâng bông hoa tươi thắm trước bàn thờ mẹ. Chị giống một nữ hoàng xinh đẹp, đầu đội vương miện kết bằng hoa tươi chói lói như những hạt kim cương. Buổi cầu nguyện bằng điệu bộ quá xinh đẹp ấy đã thúc giục Văn thầm kính dâng mình cho mẹ Maria.
Từ khi ấy, trong lòng con thấy nở hẳn một niềm vui chan chứa. Con chắc Đức Mẹ đã nhìn con, đã nở trong tâm hồn con một nụ cười bí mật. Trở nên thánh. Nhiều ước mơ lớn lao đã nảy sinh trong lòng Văn. Cậu bé muốn trở nên thánh. Mẹ Văn thật sự đánh giá cao việc này. Tuy còn nhỏ nhưng rất nhiều nghị lực, không chịu thua ai trong việc tập luyện, làm điều tốt lành. Nó đòi tự mình làm lấy mọi việc và xin làm tất cả như mọi người lớn trong gia đình. Nó chỉ chịu đi ngủ sau khi đã đọc kinh tối xong, và nó bắt tôi phải đánh thức nó trước buổi kinh mai. Lòng đạo đức của nó trội hẳn anh chị nó. Càng lớn lên, nó càng làm cho tôi hà dạ. Nhưng cả nhà không nghĩ như vậy, lại nhìn cậu bé như là pha trò. Một bữa nọ, vì muốn trêu ghẹo chị Lê, là người hay dùng biệt danh này nọ để đặt cho người khác, Văn nói: "Em là Thánh Dư Xe." Chị Lê không vừa ý chút nào, còn cha Văn thì lắc đầu, cười và đặt cho cậu bé biệt danh mới: "Thánh Cha." Nhưng Văn vẫn tỏ ra rất quyết tâm. Cậu bé chụp lấy tất cả những gì có thể giúp cậu vươn lên, trở thành người lớn. Một hôm, cha Văn đọc cho cả nhà nghe hạnh Chân Phước Tịnh. Trần Phước đã trốn vào rừng để sống đời ẩn sĩ. Liền hôm sau, Văn đã bắt đầu tập sống khổ tu, ẩn mình, ăn ít. Nhưng đằng khác, Văn lấy làm khó chịu khi nghe nói đến hãm mình, hành xác một cách khác thường. Bạn đọc nên nhớ điều này để khỏi bỡ ngỡ về sau. Thời kỳ ấy, hằng ngày, Văn lần hạt và bắt đầu sống thân mật với Chúa Giêsu hài đồng. Cậu bé cảm thấy sự hiện diện thân mật của Thiên Thần hộ thủ, mà cậu thích gọi là Anh Thiên Thần. Mẹ Văn thường để ý đến tính đúng giờ đúng khắc của cậu bé, nhất là các buổi kinh nguyện ở Thánh Đường. Điều lạ lùng, nó ham mê giỡn chơi đến bỏ cả bữa cơm. Nhưng gần đến giờ tiếng chuông đầu tiên của nhà thờ đánh lên, tôi đã thấy nó chạy về và tôi biết được là giờ viếng thánh thể đã gần đến. Thật ra, Văn có hiệu báo không thể sai lầm. Con đã xin mẹ Maria và Thiên Thần hộ thủ nhắc giờ cho con. Ở nhà bà cô. Đầu năm 1932, Anna Maria Tế ra chào đời. Văn vui mừng tột độ. Gần lên bốn, lúc ấy con mới được Chúa thương ban cho một em gái. Một nỗi vui mà con chưa biết lấy lời để tả. Thì đột nhiên, con lại phải đeo một mối sầu ly cách. Thật vậy, trong tình yêu thương quá độ, Văn đã dành em bé riêng cho mình. Khi em bé cần ngủ, Văn đánh thức em bé dậy, ép em ăn uống quá độ. Một hôm Văn la lớn: "Em bé là của em, của riêng em." Các điều đó cho chúng ta thấy vấn đề tình cảm của Văn thật quá đáng, thật lạ lùng. Cuối cùng, gia đình phải có biện pháp để cách ly, phải dùng mưu kế làm cho Văn tin là em bé đang ở nhà bà cô. Văn kể lại: "Do những cái yêu mà người lớn cho là quá đáng, con bị gia đình kết án, đày đi ở nhà bà cô. Con bị đem đi bằng một kế rất khôn. Thường lệ, sáng nào, sau khi đọc kinh sáng,
con cũng được đưa vào buồng mẹ để thăm em bé. Nhưng sáng nay, con vào mà không thấy em bé đâu cả. Con vừa khóc vừa gọi mẹ inh ỏi, nhưng cũng chẳng thấy mẹ đâu. Lúc ấy, chị giúp việc, không biết từ đâu chạy lại bảo. Con khóc gì thế? Mẹ đem em đi sang nhà bà cô rồi. Thật sự, mẹ chỉ đem em bé xuống bà ngoại để dùng mưu bắt con sang nhà bà cô. Con thích quá, reo lên. Thế thì em cũng sang bà cô. Chị mặc áo quần cho con xong đâu đấy, con định chạy theo. Nhưng kìa, ở ngoài sân, người ta đã dọn sẵn cho con một đôi quang thúng, một bên để ít thóc nếp, bên kia để trống cho con ngồi. Nhà đã thuê sẵn một bác nhà quê cục mịch gánh con đi. Trước khi cất gánh, bác ta theo mật lệnh của mẹ, nạt nộ con đủ điều, làm cho con khiếp vía, chẳng dám ho he. Con vừa sợ, vừa tức mình. Đi theo con, có bà cô và mấy người đàn bà khác ở quê bà. Mọi người yên lặng bước đi, thỉnh thoảng các bà cất tiếng đọc kinh, ngắm đàn thánh giá, hoặc lần tràng hạt. Sang bên kia sông, chỉ còn thấy mỗi cái chòm tháp nhô hẳn lên khỏi lũy tre. Rồi cũng từ từ biến mất. Con ngạc nhiên, vẫn không thấy em bé, nghĩ lại muốn khóc. Bác gánh dọa, ông lại quẳng xuống sông bây giờ. Rồi không biết sao, con ngủ, đến lúc nghe chó sủa và tiếng ồn ào gọi. Van, ba mẹ đem con sang. Con giật mình, thì đã đến nhà bà cô rồi. Bà nói thế này, thế kia, rồi nháy mắt. Chẳng may, chính con lại hiểu cách nháy ấy hơn ai hết. Con òa lên khóc và đòi về cho bằng được với em bé. Trong hơn một tuần lễ, bà cô và anh chị Văn đã tận tình giúp đỡ, an ủi Văn. Thế rồi, Văn cũng quen dần. Cậu bé trên đồi. Một cuộc sống mới bắt đầu, xa gia đình. Văn ít có dịp về thăm nhà. Ròng rã 2 năm liền, cậu bé sống như bị lưu đày. Thật ra, cậu được bà cô yêu thương đùm bọc, tận tình săn sóc, được cưng như trứng mỏng. Cuối cùng, cậu mến phục và yêu quý bà cô, cũng như tình bà con, bầu bạn của các anh chị họ. Cậu rất ngưỡng mộ gia đình đạo hạnh này, hiện đang sống trong cảnh nghèo nàn khó khăn. Cuộc sống nơi đây khác hẳn cuộc sống êm dịu ở ngâm giáo. Không khí và khung cảnh làng này cũng khác hẳn, ngoại trừ vài ba gia đình công giáo rất đạo đức, phần đông dân chúng sống trong thờ ơ lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên Văn tiếp xúc với giới ngoại đạo. Các anh chị con cũng như con không được phép bén mảng đến chơi với những trẻ con ngoại đạo, vì hầu hết chúng là những phường vô luân, ăn nói tục tằn, không biết một chút lẽ phải. Bởi vậy, chúng con vẫn phải sống quây quần với nhau trong nhà mà thôi, ít khi được phép đi ra đến làng. Như thế, Văn bị bắt buộc sống trong một khung cảnh nhỏ hẹp, loay hoay trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn, trong hàng rào lũy tre xanh. Khác hẳn với cuộc sống ở ngâm giáo, tung tăng, nô đùa khắp nơi với tất cả mọi người. Bà cô đã đoán được điều khó chịu đó, nên đã cho phép Văn thỉnh thoảng theo anh chị ra đồng. Trước khung cảnh dễ thở hơn của đồng ruộng bao la, Văn rất thoải mái và cởi mở được lòng mình. Các anh chị con thì mải mê công việc, còn con một mình leo lên đồi. Lần đầu tiên được ở trên đồi cao, con cảm thấy sợ sợ. Nhưng sau con dạn lần,
lại chỉ thích trèo lên những chỗ thật cao để nhìn được xa hơn, và những chỗ ấy con cho là gần trời nhất, để con có thể lần hạt một cách gần gũi với Đức Mẹ hơn. Một cậu bé trên đồi cao, một mình ngắm nhìn chân trời. Một cậu bé đang cầu nguyện, mắt nhìn lên trời như muốn tìm đến một bờ bến khác. Đó là hình ảnh của Văn. Hình ảnh cần được ghi sâu trong ký ức chúng ta. Cả cuộc đời của Văn cũng ví như sợi dây thừng được căng thẳng hết mức. Và với tốc độ nhanh để dịch lại gần cái thần bí, cái màu nhiệm cho đến lúc mặt đối mặt. Cảnh tượng này có tính cách báo trước, có tầm tiên báo. Ông Thánh bỏ túi. Sau khi lần chuỗi, Văn thích bắt trước, diễn lại đời sống các vị ẩn sĩ. Rồi, hễ hết lần hạt, thì con lại tìm cách chơi bắt trước các thánh tu rừng, vừa đi nhặt củi, vừa đọc kinh to tiếng, hoặc nhặt đá để xây đền Đức Mẹ. Con không thể dựng lều một mình được, nên chỉ chọn những bóng rợp của cây cối, làm lều trú chân. Con dựng ở gốc cây một cây thánh giá, làm bằng hai đẵn củi, rồi con quỳ gối, chắp tay cầu nguyện, hoặc đấm ngực ăn năn như một ông thánh tu rừng đặc biệt. Con chơi tuy chỉ có một mình, nhưng những cách chơi ấy đối với con không bao giờ là chán. Cũng có lần thầy tu rừng ấy chơi mệt rồi lăn ra gốc cây ngủ, quên cả giờ giấc, đôi khi phải có anh chị lên đánh thức mới biết giờ ăn đã điểm. Ban tối sau bữa ăn, cậu bé thích nghe các anh chị đọc hạnh các thánh. Cậu mê những câu chuyện sống động đó và ghi nhớ mọi chi tiết dù nhỏ đến đâu. Và hễ con nghe đọc chuyện thánh nào, thì con dốc lòng ngày mai, con sẽ bắt chước ông hoặc bà thánh ấy. Do đó, các anh chị thường gọi giỡn con là ông thánh bỏ túi, có nghĩa là thánh tí hon. Nhưng con thì con lại tưởng mình sẽ không bao giờ là thánh, vì con sợ đánh tội lắm. Ông thánh bỏ túi kêu như vậy, quan sát như vậy, cũng chẳng tệ lắm đâu. Văn yên chí rằng, những cách đền tội lớn lao, những hãm mình, hành xác ghê rợn mới là con đường dẫn đến sự thánh thiện, trọn lành. Văn chưa nhận thức được rằng, với lòng đơn sơ nhỏ bé, sống trong tình yêu, đó chính là niềm hoan hỷ của Chúa. Nhưng một ngày kia, mọi việc sẽ đến. Lớp giáo lý ghê rợn. Quãng 6 tuổi, Văn trở lại gia đình. Cậu vui sướng được sống chung với em gái mình, nay đã gần lên 3. Đây là lý do. Trước hết, cái cản trở đầu tiên là ai cũng bảo con còn nhỏ quá, chưa chắc đã hiểu đủ để xứng đáng chịu lấy phép bí tích cao trọng dường ấy. Chỉ có mẹ là người dám bảo đảm, con là một đứa trẻ tuy bé bỏng, nhưng rất có thể xứng đáng và luôn luôn sẵn sàng. Để ngăn chặn mọi chống đối, bà mẹ quyết định đưa Văn đến gặp linh mục Dominico Nghĩa. Sau khi tra hỏi kỹ càng về thánh lễ Misa và phép mình thánh Chúa, cha xứ nhìn nhận cậu bé rất thông hiểu mầu nhiệm này. Nhưng nhìn qua hình dáng Văn, linh mục ngần ngại đôi chút về việc cho cậu được rước lễ vỡ lòng trong kỳ sắp đến. Văn cần học thêm lớp giáo lý bổ túc. Văn thất vọng, lo âu. Về phần mẹ Văn, bà luôn luôn khuyến khích con, thúc giục con phó thác mọi việc cho mẹ Maria để dặn mình cho được sốt sắng. Văn hứa vâng lời với lòng sốt mến và nói: Mẹ Maria là nơi con cậy trông. Mỗi tối, Văn phải tham dự các lớp giáo lý
ở nhà xứ. Trước sự hiểu biết ít ỏi và thiển cận của giáo lý viên, Văn đã ngã lòng, muốn bỏ tất cả. Vị thầy giảng, tay cầm roi mây rất mót, gieo rắc khiếp sợ dưới đám trẻ con, biến chúng thành những con vẹt, chỉ biết đọc thuộc lòng mà chẳng hiểu tí gì, ngay cả những điều thiết yếu, căn bản. Với một lớp học như thế, Văn thú nhận. Đứng trước mặt là một ông trương râu vẩy, tay cầm chiếc roi mây quật lại đằng sau, oai vệ đi đi lại lại như con hổ đói. Mắt ông rất tinh, hễ thấy đứa nào rục rịch, nhúc nhích, ngủ gật, hoặc không há miệng to mà gào thét những câu kinh bổn, là ông ta vung roi vút liền. Cử chỉ ấy không làm cho con yêu chút nào. Đã đành là con không dám ghét, nhưng con rất khiếp trước vẻ ra oai dữ tợn ấy. Mỗi lần con nghe ông đánh đứa trẻ nào, thì cả mình con nóng ran lên như là rôm cắn, và phải lấy hết sức bình sinh mới giữ được tự nhiên trên nét mặt. Con xin thú thật rằng, ở đây con không học thêm được tí nào hết. Bao nhiêu điều con học được, những lẽ con thấu hiểu, chỉ là nhờ mẹ dẫn dụ con ở nhà mà thôi. Chứ còn ở đây, người ta làm cho con quên đi, chứ không học thêm được gì. Ôi, như thế có còn đâu hy vọng để tiếp đón Giê-xu. May thay tối nào trước khi ra về, cha xứ cũng đến khảo sát chúng con. Cha xứ râu ria rậm rạp, nhưng vẻ không dữ tợn như ông Trương. Bao giờ hỏi chúng con, người cũng dùng kiểu nói đơn sơ, đượm vẻ dịu dàng thân mật, khiến chúng con ai cũng mến và thưa được dễ dàng trôi chảy. Không như ông Trương, hỏi đứa nào là đứa ấy xám mắt lại như gà bị cắt tiết. Đối với cha xứ, hễ anh chị nào người khảo thuộc thì người ban quà hoặc khuyến khích bằng lời lẽ thân mật. Còn những anh chị kém cỏi thì người khuyên phải chịu khó. Còn ông Trương thì khác hơn. Văn rất nhạy cảm đối với phẩm chất của giáo dục. Về sau này, với kinh nghiệm của đời mình, Văn sẽ là một giảng viên giáo lý xuất sắc. Ngày mai tôi rước lễ. Sáu tháng trôi qua, Văn chẳng biết mình có thể được cha cho phép rước lễ vỡ lòng không. Mặc dù cha xứ tuyên bố với nhiều người là Văn tinh khôn và sắc sảo, người không định ngày giờ nào cả, người chỉ khuyến khích cậu luôn luôn sẵn sàng và cho phép cậu được chịu phép giải tội cùng lúc với các trẻ khác. Chúng ta hãy nghe Văn kể lại lần xưng tội đầu tiên đó. Nhưng chiều ngày Áp cũng là ngày con bước chân vào tòa mà xưng tội lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên trái tim con hồi hộp không thể nói, lại thêm nỗi bé bỏng. Con phải đứng nghển cổ mà chưa thấu cửa tòa. Cha xứ thì tính vốn nóng nảy, ngài không ngờ con là thằng Văn, tưởng đứa trẻ nào nghịch ngợm vào phá rối, nên ngài đuổi thẳng và lập tức ra khỏi tòa để xem. Thấy con, người mới hay và bảo lấy bàn quỳ cho con đứng lên. Lúc ấy con mới dám rụt rè, nhưng thành thật xưng thú hết mọi tội lỗi của con. Con xưng hết cả tội cào mặt cô ở hồi còn nhỏ của con nữa. Nghe xong, cha xứ ra việc đền tội cho con, rồi người nói, các điều con vừa thú nhận chưa có điều gì làm cho Chúa phải buồn phiền. Mặc dù muốn được đẹp lòng Chúa luôn, thì con phải ra công gắng sức, gìn giữ linh hồn con trong trắng vẹn tuyền. Người khuyên con tận tình yêu mến Đức Mẹ, rồi ban phép lành cho con. Sau cùng, người thêm, mai cha cho phép con rước lễ. Ngày mai, rước lễ, người Văn quay cuồng, đảo lộn. Văn quá cảm động. Tiếng ấy như một con sóng lớn xô ập vào tai con,
như luồng quang tuyến thấu suốt cõi lòng mù mịt, đen tối của con. Con sung sướng quá, quên hết cả mọi sự, đến nỗi con phải hỏi đi hỏi lại cha giải tội, đến 2 lần mới nhớ được việc đền tội. Ra ngoài, Văn gặp ngay mẹ đang chờ, mừng vui với con. Mẹ con dắt nhau vào nhà thờ dâng lời tạ ơn Chúa. Trên đường về, Văn không kiềm chế nổi, không cầm mình được, gặp ai Văn cũng báo tin cuống quýt. Mai, em rước lễ. Dĩ chí chạy về nhà, con thấy con chó vẹt chạy ra đón con. Con cũng ôm đầu nó vào mà khoe. Vậy nà, ngày mai ta được rước lễ rồi. Nguồn suối say xưa tình yêu. Lòng đầy hoan hỷ, Văn quên cả đói. Cậu chỉ mong sao ngày mai đến sớm hơn. Trong buổi cơm chiều, cậu quyết lòng không ăn uống gì trước khi rước Chúa Giêsu. Đây là ý định thầm kín của Văn. Như vậy, Chúa Giêsu có thể dễ dàng vui đùa với linh hồn con. Phải chăng con đã xin Ngài đến với con dưới hình hài một em bé mà? Mẹ Văn phải dùng mưu mới lừa được cậu ăn một tô cháo. Sau đó, Văn giữ im lặng và cầu nguyện với mẹ Maria. Văn thấy đêm quá dài, như vô tận. Trong đêm, cậu thức giấc nhiều lần hỏi mẹ. Mẹ, sáng chưa hả mẹ? Cuối cùng, bình minh ló dạng. Hãy nghe Văn kể lại để chia sẻ với chúng ta một trong những giai đoạn trọng đại nhất đời cậu. Giờ đến để hiến cho con nguồn hoan lạc say xưa của tình yêu. Giây phút này, hồi tưởng lại những giờ phút lo âu trên con đường mờ. Nào là những nỗi e ngại khi phải đi học bổn, lo lắng lúc đứng trước vẻ oai vệ của ông Trương. Những giây phút hồi hộp không biết có được Chúa đến viếng không. Ôi bao nhiêu ấy nay đổi lại, con không còn thấy khiếp sợ nữa. Trái lại, nó còn làm cho con thêm vui sướng và coi như những lễ vật tuyệt hảo để dâng hiến cho Chúa Giêsu trong buổi lễ sáng hôm nay. Giờ đã điểm, phút mong đợi đã đến. Con bước lên bàn tiệc thánh với nỗi vui chan chứa. Con không quên nhắc luôn cho Chúa nhớ. Xin Chúa hãy đến với con bằng hình con trẻ nhỏ bé. Tay con vẫn nắm chặt cây nến cháy. Đó là tượng trưng cho mồi lửa mến cháy trong tâm hồn. Và thỉnh thoảng, con lại liếc trộm sang phía hữu để tính xem còn mấy người nữa sẽ tới con. Sau cùng, Chúa đến, con nhẹ nhàng đưa lưỡi chịu lấy của ăn tình yêu. Lòng con êm thỏa lạ lùng, con không biết nói ra một lời, cũng như không nhỏ ra một giọt nước mắt, để tả thú hồn con hoan lạc đến chừng nào. À, thêm trong giây phút, con đã là như một giọt nước trong biển cả. Bây giờ chỉ còn một Giêsu và con chỉ là một cái không không của Giêsu. Làm sao chúng ta không nghĩ đến buổi rước lễ đầu tiên của Thánh Teresa? Hai tâm hồn ấy gần gũi nhau biết chừng nào, cùng lặng thinh ấy, cũng hạnh phúc ấy, cũng kết hợp hòa mình ấy, chỉ khác nhau về tuổi đời. Teresa 11, Văn 6. Nhưng cũng một cách diễn tả ấy về kinh nghiệm đảo lộn và cảm động của tâm hồn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu Thánh Thể, Teresa và Văn đã được đóng dấu ấn mãi. Tính hồn nhiên bị dập tắt. Văn vừa rước lễ vỡ lòng, đang nhắm mắt tập trung lòng trí, ngâm mình trong lời thầm lặng cảm ơn, bỗng chốc bị bắt buộc mở mắt ra. Người ta bắt buộc cậu
phải đọc lên những câu kinh có sẵn với các em khác. Cậu luống tiếc ghi nhận. Sự vui sướng được nói chuyện lòng với lòng bị cắt ngang và Chúa Giêsu phiêu diêu trong hồn chúng tôi chỉ còn nghe những câu kinh không cân đối, không hòa hợp với tâm tình của mỗi người chúng tôi. Rõ ràng người ta vấp phải thảm kịch của một quan niệm què quặt về đời sống thiêng liêng Kitô giáo. Trong thời buổi đó, lắm lần tinh thần đạo đức thầm lặng bị ngộ nhận, bị đặt thành nghi vấn. Người ta chỉ chú trọng đến phương cách kinh nguyện hình thức. Một tín đồ là một người làm việc đạo đức hơn là suy gẫm chiêm nghiệm. Tinh thần bối rối, Văn đã tế nhị phân tích vấn đề. Con thì từ trước vốn chưa nghe một ai nói đến sự thân mật tự nhiên với Chúa cả. Nhưng trong thâm tâm con vẫn có một ý niệm rằng linh hồn có thể thân mật với Chúa bằng mọi cách yêu đương, có thể nói với Chúa bằng hết những câu nói thông thường, tùy lúc cảnh tình linh hồn mình cần thiết. Đọc kinh đã dĩ nhiên không phải vô ích, nhưng cũng có lúc không có ích bằng linh hồn được trực tiếp thỏ thẻ với Chúa bằng tiếng nói tự nhiên của lòng mình. Thánh nữ Teresa thành Avila chắc sẽ không ngần ngại, sẽ hăng hái chấp nhận những trực giác đó. Sau nhiều thất vọng, nhiều ngờ vực, bà đã khám phá cầu nguyện là một quan hệ thân mật của tình yêu, mà trong đó thường thường ta trò chuyện một mình với Chúa, đấng mà ta biết rõ là rất thương yêu ta. Cuối cùng, Văn sẽ là vật hy sinh cho quan niệm của thời đại. Cậu phải nghe theo lời các cha giải tội, các vị thầy giảng, xem cầu nguyện trong tâm hồn là những lời vớ vẩn vô ích. Do đó, Văn đã mất đi tính hồn nhiên đối với Chúa. Cậu đã viết: tôi cảm thấy một thiếu sót lớn trong cách yêu Chúa, song tôi không dám nhìn nhận. Sự bộc phát nội tâm của Văn sẽ bị đè nén lâu ngày. Phải đợi cuộc gặp gỡ quyết định với Teresa mới làm sống lại lời cầu nguyện của tuổi thơ ấu. Nhưng dù sao đi nữa, Văn vẫn hớn hở và trao đổi những ánh mắt thầm lặng với Chúa Giêsu. Trong ngày đại phúc đó, Văn nài xin Chúa Giêsu hai ân huệ. Một là sự trong trắng để yêu mến Chúa hết lòng. Hai là ban cho mọi người một đức tin vững bền và hoàn hảo. Chỉ có thế thôi. Trẻ em thường chẳng đắn đo lời nói mình và đó là điều làm vui lòng Thiên Chúa. Chúa chẳng muốn mọi người đều được cứu rỗi sao? Ân huệ thứ nhất, Chúa sẽ thực hiện hoàn hảo nơi Marcel Văn. Mặc cho tất cả cuộc phiêu lưu và tất cả nhơ bẩn thế tục gặp phải trên đường đời, tình thương ân sủng của Chúa đã không ngừng bao bọc cậu. Trái tim cậu luôn luôn hướng về Chúa, như một đóa hoa hướng theo mặt trời. Ân huệ thứ hai, thì khó khăn hơn, phải dè dặt hơn. Nó đã thúc giục cậu cầu nguyện và hãm mình nhiều hơn. Chỉ sau này, trên chốn thiên đình cực lạc mới rõ Chúa có ban cho hay không. Nhưng Văn giữ vững đến cùng khát vọng điên đó. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện với tác phẩm Thầy Marcel Văn tạm dừng nơi đây. Xin mời quý thính giả nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị cũng có thể nghe các bài giảng hàng ngày hoặc các chuyện khác trên website radioltxc.org. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Nguyện xin Thầy Marcel Văn cầu bầu cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Ước gì
những gương tốt sáng chói của Thầy luôn luôn sống động trước mắt chúng con và là những khuyến khích mạnh mẽ cho chúng con trên con đường yêu thương và hy sinh. Amen. Quý vị và các bạn có thể ấn vào tất cả các link ở phía bên dưới video này để mở ra trang web Radio LTHC để biết thêm nhiều hướng dẫn, nghe thêm bài giảng, xem thêm các video khác. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúa thương xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thắm hóa chúng ta. Đàn trông gái búa vây, khiến lòng thấy vẫn vương chiếu nặng. Hồn chua cay xót xa, con chìm đắm hố sâu trần gian. Ngước lên trời cao, con tìm chân lý ngàn đời. Chỉ nơi ngài thôi, xuôi nguồn cứu đồ của con. Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Qua bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin thác ngài thôi. Đẹp bóng Ngài luôn soi bước trong đời. Hãy subscribe.
đưa vào Chúa. Chúa ơi, Chúa ơi, qua bao nỗi đoạn trường lòng con vẫn tin thác Ngài thôi. Xem bóng ở nơi Ngài, lòng con an tâm khôn vơi. Biết Chúa yêu con nhiều, Ngài luôn soi bước trong